Tuyết Vân và Mạnh Tiến xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tây Ninh ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút đến 6 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh TTV11 và được phát trực tuyến tại địa chỉ website tayninhtv.vn. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 27 tháng 7, ngày Thương binh Liệt sĩ. Ngày này thì có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại tỉnh Tây Ninh, nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa cũng được toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên các hoạt động được tiết giảm về số người tham dự và thay đổi về cách thức thực hiện. Và mở đầu chương trình Tây Ninh ngày mới sáng nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày qua. Sáng ngày 26 tháng 7, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ đồi 82 nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021. Dự lễ viếng có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Hợp. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Tâm thực hiện nghi thức giống ba hồi chuông chiêu tập anh linh các anh hùng liệt sĩ. Trước nhà bia tưởng niệm nghĩa trang, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ, ghi ơn các anh hùng đã hy sinh vì sự đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 26 tháng 7, Sở Y tế Tây Ninh thông báo kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2021, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện chuyển đổi công năng thành bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19. Hai bệnh viện sẽ khám bệnh cho cá nhân có nhu cầu, đó là Bệnh viện Xuyên Á Gò Dầu, thực hiện khám chữa bệnh cấp cứu cho người dân tại thị xã Trảng Bàng, các huyện Gò Dầu, Bến Cầu và huyện Dương Minh Châu. Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng thực hiện khám chữa bệnh cho người dân thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành và các huyện Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu. Ngày 26 tháng 7, cùng với cả nước, Sở Giáo dục Đào tạo Tây Ninh công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông đợt 1 năm 2021. Điểm thi của các thí sinh công bố trên trang web kết quả trung học phổ thông viết tắt .giaoductayninh.vn. Thí sinh nhập số báo danh của mình để xem điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021. Khi có kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021, thí sinh có thắc mắc về điểm thi được quyền phúc khảo. Thời gian nhận phúc khảo từ ngày 26 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 8 năm 2021. Thời gian công bố kết quả phúc khảo vào ngày 16 tháng 8 năm 2021. Thưa quý khán giả, kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, năm nay trong một hoàn cảnh khá đặc biệt, đó là dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Tây Ninh cùng với nhiều tỉnh thành trên cả nước đang giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16 của Chính phủ, nên là các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng cũng phải tiết giảm. Tuy nhiên, không vì thế mà lòng tri ân về những người đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vơi đi. Cùng với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thì các địa phương cũng có nhiều hoạt động hướng về Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tại thành phố Tây Ninh, lãnh đạo thành phố đã tổ chức viếng quảng trường Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ tỉnh Tây Ninh trên địa bàn phường Ninh Sơn. Các đại biểu thành kính dâng tràng hoa tươi thắm lên đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng thời thắp hương tri ân, thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau đó, các đại biểu lần lượt thắp hương tại tất cả các bia ghi danh liệt sĩ. Tại Tân Châu, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Cường cùng lãnh đạo các ban ngành đã đến thăm và tặng quà anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Thị Sữa, ngụ ở khu phố 4 thị trấn Tân Châu. Ông Nguyễn Văn Cường đã gửi lời thăm hỏi ân cần sức khỏe và đời sống của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Thị Sữa, đồng thời tặng hoa và quà chúc mừng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Thị Sữa. Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên huyện Tân Châu không tổ chức các đoàn đi thăm và tặng quà các đối tượng chính sách, mà tổ chức gửi quà thăm hỏi 24 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và trao 4 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn. Tại huyện Tân Biên, Ủy ban Nhân dân huyện cùng nhà tài trợ là công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Thuận Hà đã tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Trần Ngọc Phương, sinh năm 1961, là đối tượng quyết định 62, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, cư ngụ tại khu phố 5 thị trấn Tân Biên.
Căn nhà tình nghĩa được xây dựng có diện tích sử dụng 55m2, nền gạch men, mái lợp tôn với tổng kinh phí 70 triệu đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa to lớn, thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương cũng như cộng đồng xã hội đối với các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh, vừa chỉ đạo các chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cần tăng cường công tác kiểm soát theo đúng chỉ thị 16 đối với các trường hợp ra vào tỉnh. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tất cả các chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cần tập trung kiểm soát chặt chẽ và nghiêm ngặt các trường hợp người và phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh và từ các địa phương lân cận về địa bàn tỉnh, kiên quyết không để sót bất cứ trường hợp nào, nhất là các phương tiện mô tô, xe gắn máy. Người từ địa phương khác về tỉnh Tây Ninh, ngoài việc khai báo y tế đầy đủ, kê khai trung thực về địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại liên lạc, các tổ kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành gửi lại bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy căn cước công dân, sau đó gửi về Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi người dân cư trú. Người dân trước khi về nhà cần đến trạm y tế địa phương để khai báo y tế, thực hiện xét nghiệm COVID-19 theo quy định và sẽ nhận lại giấy tờ tùy thân của mình tại đây. Việc làm này nhằm đảm bảo quản lý chính xác, chặt chẽ các trường hợp từ địa phương khác trở về tỉnh, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo thông tin từ Sở Y tế Tây Ninh, tính từ 18 giờ ngày 25 tháng 7 đến 18 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 147 ca dương tính đang điều tra dịch tễ. Cụ thể, huyện Bến Cầu 2 ca, Long Chữ 1, thị trấn 1, huyện Châu Thành 29 ca, An Bình 10, Thanh Điền 1, Đồng Khởi 5, Hòa Hội 1, Hòa Thạnh 1, thị trấn 4, Phước Vinh 2, Thái Bình 5, thành phố Tây Ninh 10 ca, Thạnh Tân 4, Ninh Thạnh 4, phường 1, 1, Tân Bình 1, huyện Dương Minh Châu 58 ca, Cầu Khởi 1, Chà Là 1, xã Phan 12, Phước Ninh 5, thị trấn 10, Bào Năng 9, Suối Đá 20, huyện Gò Dầu 10 ca, Cẩm Giang 1, Hiệp Thạnh 1, Phước Đông 2, Phước Thạnh 1, Phước Trạch 3, Thanh Bình A 1, Thành Phước 1, thị xã Hòa Thành 4 ca, Trường Đông 2, phường Long Hoa 2, huyện Tân Biên 4 ca, Mỏ Công 1, Tân Phong 2, Thành Tây 1, huyện Tân Châu 2 ca, Tân Hòa 1, Tân Hiệp 1, thị xã Trấn Bàn 15 ca, An Hòa 3, Đông Thuận 4, Gia Bình 3, Gia Lộc 1, Hưng Thuận 1, Phước Chỉ 1, Lộc Hưng 1, An Tịnh 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 1 ca ngoài tỉnh, địa chỉ ngoài tỉnh 12 ca. Lũy kế đến ngày 26 tháng 7 năm 2021, tỉnh đã thiết lập 219 vùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 208 vùng, 11 vùng đã giải tỏa. Thông tin mới về tình hình dịch bệnh COVID-19 sẽ được cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Quý vị có thể xem trực tuyến trên website tayninhtv.vn hoặc xem trên landing page tại địa chỉ www.ttv11.com.vn hoặc xem lại chương trình trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh hoặc cả ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem chương trình ở bất cứ đâu. Tiếp theo chương trình, Mạnh Tiến sẽ gửi đến quý khán giả những thông tin về thời tiết trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, khu vực miền Đông Nam Bộ và tại Tây Ninh, mây thay đổi, đêm nay có mưa vài nơi, chiều mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trong khoảng từ 24 cho đến 34 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Mực nước cao nhất tại Gò Dầu, sông Vàm Cỏ Đông từ 0,45 cho đến 0,50m. Thưa quý vị khán giả, bệnh tay chân miệng là bệnh thường gặp ở trẻ em dưới 3 tuổi, hiếm gặp hơn ở nhóm trẻ dưới 6 tháng và trên 5 tuổi. Bệnh có khả năng xảy ra quanh năm. Biểu hiện lâm sàng chủ yếu của bệnh tay chân miệng là tổn thương da, niêm mạc dưới dạng nốt phồng nước trên da và loét niêm mạc miệng. Bệnh có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như là viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, viêm phổi. Để đề phòng các biến chứng nguy hiểm này thì cha mẹ và gia đình cần theo dõi sát trẻ, phát hiện sớm các biểu hiện diễn biến xấu của bệnh như là sốt cao, thở bất thường, bỏ bú, nôn trớ, co giật. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời thì nguy cơ tử vong sẽ rất cao và nhanh chóng xảy ra. Do vậy thì cha mẹ và người lớn cần phải chú ý giữ gìn vệ sinh và chăm sóc trẻ thật tốt. Thường xuyên giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, vệ sinh các dụng cụ và đồ chơi trẻ hay tiếp xúc. Giữ gìn vệ sinh cá nhân cho trẻ ăn uống đầy đủ, dưỡng chất. Hy vọng những thông tin vừa rồi mà Mạnh Tiến chia sẻ sẽ hữu ích cho quý vị. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi những nội dung tiếp theo của Tây Ninh ngày mới. Trong ngày hôm nay 27 tháng 7, trên kênh TTV11 sẽ có rất nhiều chương trình hay dành cho quý vị.
Mạnh Tiến và Tuyết Vân mời quý vị cùng xem những chương trình này sẽ có thông tin gì quý vị nhé. Chương trình Từ Trái Tim Đến Trái Tim kỳ này sẽ thông tin đến quý vị khán giả hai hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Đó là gia đình chị Nguyễn Bích Vân, ngụ tại xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu và gia đình chị Dương Thị Minh Thơ tại xã Trí Bình, huyện Châu Thành. Cả hai gia đình này đều khó khăn về kinh tế, nay lại lâm trọng bệnh. Họ đang phải chịu đựng những cơn đau về bệnh tật, vừa mong mỏi hy vọng về một phép nhiệm màu giúp họ qua cơn nguy kịch. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Từ Trái Tim Đến Trái Tim phát sóng lúc 11 giờ 15 phút thứ ba ngày 27 tháng 7 năm 2021 trên kênh truyền hình TTV11. Đàn gia súc gần 100 con bò, 20 con trâu, 100 con dê thịt được nuôi tập trung ở nhà trại diện tích hơn 2.000 m². Nhà trại này nằm giữa khu vực rộng gần 20 hectare trồng cỏ, trồng mía, mì và cao su. Những loại cây trồng này phần lớn được chế biến làm thức ăn cho đàn gia súc. Ngược lại, chất thải chăn nuôi sẽ hỗ trợ cây trồng dưới hình thức nguồn phân xanh qua hệ thống xử lý chất thải. Quy trình chăn nuôi gia súc khá khép kín, góp phần giảm chi phí tạo nguồn thức ăn, giảm ô nhiễm môi trường, ngăn ngừa hữu hiệu dịch bệnh trên đàn gia súc. Những nội dung này sẽ có trong chương trình Nông nghiệp Tây Ninh qua phóng sự Hiệu quả mô hình nuôi gia súc theo quy trình khép kín, phát sóng lúc 21 giờ 45 phút thứ ba ngày 27 tháng 7 năm 2021 trên kênh TTV11 và trên các hạ tầng số YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Quý vị khán giả thân mến, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về các chương trình giải trí sẽ được phát trên TTV11 trong ngày hôm nay. Mày đúng là đứa ngu ngốc mà. Hình ảnh bày ra trước mắt có phải là dấu chấm hết cho chuyện tình cảm của Quốc Hùng và Minh Hằng? Đón xem tiếp diễn biến ở tập 31 của bộ phim Giọt Nước Mắt Hận Thù được phát sóng lúc 12 giờ. Gái hồng nhan bạc phần. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2021. Xin mời quý vị và các bạn cùng sống lại với những ký ức trên mọi nẻo đường gian lao mà anh dũng của Tổ quốc. Tất cả vì độc lập tự do của dân tộc. Trên tuyến lửa năm ấy, máu đào của các anh hùng liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đã làm cho đất nước Việt Nam ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Kính mời quý khán giả đón xem bộ phim Ngã Ba Đồng Lộc lúc 13 giờ 40 phút ngày 27 tháng 7 năm 2021 trên kênh TTV11. Đi tìm nhau suốt chiều dài đất nước, đi tìm nhau giữa hai đầu trận đánh, đi tìm nhau để mãi mãi không về. Tình yêu người lính trong chiến tranh đã kết thành và những nốt nhạc cứ tuôn chảy như vậy. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức chương trình ca nhạc với chủ đề Miền Xa Thẳm phát sóng lúc 15 giờ 45 phút. Anh bị sao vậy? Tôi say quá. Anh say hả? Sao lại uống say dữ vậy chứ? Uống gì say dữ vậy không biết. Mang đuổi bắt kẻ trộm của Lucky liệu có phá hỏng toàn bộ kế hoạch của cảnh sát hay không? Mời quý vị cùng đón xem tiếp diễn biến vô cùng hồi hộp, hấp dẫn và bất ngờ ở tập 23 của bộ phim Nữ Cảnh Sát và Cảnh Khuyển. Phim sẽ được phát sóng độc quyền trên TTV11 vào lúc 20 giờ 5 phút và kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Quý vị đừng quên nhắn tin trả lời câu hỏi sau mỗi tập phim của chương trình, đồng hành cùng phim Dài Vàng để có cơ hội nhận được giải thưởng vô cùng hấp dẫn nhé. Thưa quý vị, tay vợt cầu lông kỳ cựu của Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã sớm dừng bước tại Olympic Tokyo 2020 sau thất bại 0-2 trước tay vợt đứng hạng 3 thế giới Ander Antonsen. Tuy nhiên, với lần thứ tư tham dự một kỳ Olympic và năm nay đã 38 tuổi, Tiến Minh vẫn để lại dấu ấn đậm nét cho thể thao Việt Nam. Nguyễn Tiến Minh từng lọt vào top 10 thế giới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chênh lệch trình độ giữa anh và tay vợt trẻ Ander Antonsen là rất lớn. Nguyễn Tiến Minh thi đấu cực kỳ cố gắng trước đối thủ mạnh người Đan Mạch nhưng không thể tránh được thất bại. Ander Antonsen giành chiến thắng sau 2 set với cùng tỷ số 21-13. Nguyễn Tiến Minh thua trận sau 41 phút thi đấu nhưng anh đã lập nên kỳ tích của thể thao Việt Nam. Anh là tay vợt cầu lông đầu tiên trong lịch sử nước ta ra sân 4 kỳ Olympic liên tiếp, một thành tích mà có lẽ phải rất lâu nữa cầu lông Việt Nam mới có thể tái hiện. Tiến Minh thất bại nhưng anh đã để lại cho thế giới một tấm gương đẹp về tinh thần nỗ lực, ý chí vượt khó và niềm đam mê mãnh liệt với cầu lông trong bối cảnh những đối thủ cùng thời của anh đã không còn thi đấu. Trước khi mùa giải mới bắt đầu, thuyền trưởng của Chelsea Thomas Tuchel đã được bầu chọn là huấn luyện viên xuất sắc nhất năm ở Đức. Thomas Tuchel chỉ mới đến Chelsea đầu năm nay nhưng đã lập tức để lại dấu ấn mạnh mẽ, giúp đội bóng này xoay chuyển tình thế và giành chức vô địch Champions League chỉ sau 4 tháng đầu tiên ông ở đây. Ông Thomas Tuchel nhận được 129 phiếu bầu, trong khi Hansi Flick, cựu huấn luyện viên của Bayern Munich và huấn luyện viên sắp tới của tuyển Đức nhận được 118 phiếu bầu.
Trong khi đó, tiền đạo Robert Lewandowski đã có lần thứ hai liên tiếp được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm tại Đức. Mùa giải 2020-2021, Lewandowski đã cân bằng kỷ lục khi ghi 41 bàn thắng trong một mùa của huyền thoại Gerd Müller kể từ khi gia nhập hòm xám xứ Bavaria vào năm 2014. Tiền đạo người Ba Lan đã có 203 bàn sau 219 trận. Lewandowski đã ghi hơn 500 bàn thắng cho các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, anh được bầu chọn là cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2020 của FIFA. Quý vị thân mến, diễn biến kết quả các môn thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 cùng những thông tin thể thao cập nhật khác sẽ có trong bản tin thể thao lúc 13:30 trên kênh TTV11. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Ninh ngày mới của TTV11 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đón xem chương trình Tây Ninh ngày mới được phát sóng vào lúc 6:30 hàng ngày. Quý vị có thể xem trực tuyến trên website tayninhtv.vn, xem lại chương trình trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh hoặc cài ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem chương trình ở bất cứ đâu. Còn bây giờ, Mạnh Tiến và Tuyết Vân xin chào và hẹn gặp lại.